các bạn nha. Hôm nay thì chiều thứ bảy, công việc của mình thì cũng rất là ổn rồi, thì mình tránh thủ đi quay những cái cảnh chùa cho các bạn mình xem. Ở ngoài quê thì và các nơi họ có nhắn tin về hỏi mình này là mình ở thành phố Vũng Tàu sao không quay những cái cảnh chùa cho mọi người xem. Thì hôm nay mình bỏ chút thời gian, mình sẽ đi quay những cảnh chùa, những cái ngôi chùa đẹp linh thiêng cho các bạn xem nha. Ở đây đấy các bạn là ngôi chùa Tịnh Thất. Phía sau lưng mình là ngôi chùa của người Miến. Cái ngôi chùa này thì có rất là lâu rồi. Cảnh ở đấy thì rất là đẹp và cũng là linh thiêng. Thì hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem nhé. Để nếu có dịp thì các bạn ghé qua đấy thăm cái cảnh chùa này. Các bạn đi theo mình nha. Rồi. Đây, hôm nay mình sẽ đi quay cảnh chùa cho các bạn xem. Đây, cái chùa này thì rất là nhiều bà các bạn khi mà đi chùa thì các bạn hãy sắm cho mình một đôi giày nhé. Vì ở đấy thì phải leo núi á các bạn. Xuống cánh cái đứng trên cao để quay được các nơi xung quanh một cái ngọn núi bao bọc ở giữa cái Long Chảo này thì có vài ba cái nhà và ngôi chùa chứ. Rồi mình sẽ tiến đi lên. Thân giếng này thì ở cái ngôi chùa này thì cũng rất là ít người đi vì nó ở dốc quá, nó ở trên ngọn trên đỉnh núi luôn á các bạn, nên là họ rất ít đi. Rất là yên tĩnh các bạn nhé, chỉ nghe được cái tiếng chim cú kêu thôi. Rồi rất là mệt. Con ở giữa là cái thung lũng đấy, những cái ám của các tu sĩ ngồi đọc kinh. Rất là yên tĩnh. Bây giờ mình sẽ đi lên trên nhá, con xá nữa các bạn. Ngôi chùa thật là yên tĩnh nhá. Rồi sẽ leo lên một đoạn nữa các bạn. Lần này thì có người rồi. Dạ. Chào mấy anh ạ. Anh đi lấy gì về hả anh? Cái kiểng hả? Ồ. Ở đây các bạn. Rất là lên đến đấy thì thở rất là mệt. Đây, cái ở đấy mùa này thì rất là trọc lạ rồi. Um,
Cái cuộc sống bận rộn đó các bạn. Ở ngoài bón chén ở xã hội thì rất là mệt mỏi. Một tháng bạn có thể là để cho mình một ngày được lên chùa hay được tìm nơi những nơi thánh tình như thế này. Xung quanh là cây cối và chim hót. Thì cuộc sống mình cũng bớt căng thẳng hơn. Mọi áp lực sẽ cũng tan biến thôi. Bây giờ mình sẽ quay lên tiếp nhìn nhá. Dạ, anh đi đào cái kiểng hả anh? Vâng. Cái này là cái gì hả anh? Cái này là cây chấm. À, cây chấm. À, cây chấm. À, cái quả chấm rồi phải không ta? Ừ, đúng rồi. À, vậy hả anh? Cây chấm ngon. Dạ. Ở đây này mà nhiều cây cối đẹp quá anh ha. À. Dạ. Em chúc anh đào được nhiều cây nha. Dạ. Đào không nổi. Dạ. Bây giờ mình sẽ lên tiếp với các bạn. Các bạn biết trong cái ngôi chùa này thì có rất là lâu rồi. Họ về của người Miến là các bạn. Hai bên đấy, những cái tường này thì đấy là Bồ Tát của người Miến. Quang cảnh thật là yên tĩnh nhá. Ngay trước thì có một ngôi chùa ở đấy, nhưng sau khi không biết cái chuyện gì mà họ đã rời ngôi chùa đi chỗ khác, giờ để lại những cái tan sử như thế này. Đấy. Ngày xưa ở đấy thì rất là nhiều cọp, nhiều hổ các bạn. Đấy là cái họ đến trường thơ của ông hổ đấy. Đây, mình chỉ mới đến được nửa chân đôi thôi. Mình sẽ quay các bạn ở đấy. Ở đấy thì có một bác dư ở đấy. Buổi nay 4 giờ, 3 giờ rồi, rất là nắng các bạn. Nắng rất là nắng. Đấy là mẹ Quan Âm. Dạ, cháu chào bác ạ. Có một con chó bị que phải không ta? Ngày xưa đấy là một ngôi chùa các bạn. Sau một thời gian thì họ đã rời đi chỗ khác, để lại cái tan dữ ở đấy thì cũng rất là linh thiêng. Thường thường ngay trước mình thì hay đến đấy. Thật là sạch sẽ, được bàn tay của bác chăm sóc, quét dọn sạch sẽ và sơn luôn. Những cái cặp vàng này thì đều sơn màu vàng cả. Đó là đấy là Phật tổ ạ. Xung quanh là đeo cây cối nha các bạn. Mình sẽ đi tiếp đến một ngôi chùa lớn nữa các bạn nhá. Ngôi chùa này thì của người Miến. Đấy là chỉ ở mới ở giữa đỉnh đôi thôi.
Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi. Ở xung quanh đây các bạn đều là những cái ám của các sư thầy và sư cô nhá. Rồi, đây là một cái ngôi chùa rất là lớn. Ở trên đỉnh núi này các bạn thì những cái cá nhân này sẽ là một cái ám của người một để dành cho một sư cố để tú hoặc là sư thầy để tú. Rồi. Đến đấy thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha.